Ngọc Thơ, Thời báo chấm Đề kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cần làm rõ tội trạng của Phạm Trung Kiên Ngày 25 tháng 7 trên Facebook cá nhân của thầy giáo tiến sĩ Chu Mộng Long có bài Về tội trạng của Phạm Trung Kiên, tác giả cho rằng sự quanh co nói lời đạo đức, nhân văn, một cách dối trá Thậm chí còn có cảm hứng tuôn trào thơ lai láng trong lời tự bào chữa cuối cùng của quan chức phạm tội chứng tỏ đám cẩu quan này không còn mang tính người. Sự bào chữa trí trá, đánh tráo ngôn từ, suy đoán lệch lạc của các luật sư bào chữa cũng cho thấy không chỉ tình trạng thiếu hiểu biết pháp luật mà còn vô cảm, tương đương như đám cẩu quan kia. Hình ảnh status trên trang cá nhân của thầy giáo Chu Mộng Long. Tác giả nhận xét, trong khi dư luận đa số phẫn nộ với các hành vi phạm tội của đám cẩu quan này, thì vẫn có một số trí thức tỏ ra khách quan hiểu biết luật lại muốn xỏ mũi dư luận bằng những nhận xét cũng vô cảm đến đáng sợ theo họ có thể áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội khi chưa đủ chứng cớ buộc tội các bị can trường hợp bị cáo hoàng văn hưng chẳng hạn tác giả nhận định hành vi đưa và nhận hối lộ chỉ có thể minh chứng bằng đối chiếu giữa các lời tố cáo lời khai lời tự thú và các dữ kiện trong hành vi phạm tội khó bắt quả tang trừ phi gại bẫy vì đưa và nhận hối lộ thường lén lút nằm ngoài phạm vi giám sát theo dõi. Nếu áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội thì không chỉ bị cáo hưng mà tất cả mấy chục bị can trong vụ án này đều vô tội vì không ai trong số đó bị bắt quả tang đưa và nhận tiền. Theo tác giả, số tiền Viện Kiểm sát đưa ra có căn cứ để luận tội chỉ vì một phần nhỏ trong số thực tế số tiền mà đám cẩu quan này trấn lột của nạn nhân trong cả đợt dịch. Tình trạng tham nhũng đã ngày một ranh ma xảo quyệt như trong một canh bạc có tên là vận số quan trường. Trong một nhà nước dân chủ pháp quyền, không chỉ bị can, luật sư mà ai cũng có quyền tham gia bào chữa trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng phải tôn trọng pháp luật. Tương tác đa chiều làm cho tòa cân nhắc để ra được bản án khách quan công minh, chứ không phải là diễn trò múa rối hoặc làm cho cán cân công lý trở nên méo mó, lệch lạc hình ảnh bị cáo phạm trung kiên trước tòa riêng với bị cáo phạm trung kiên tác giả nhận xét tội nhận hối lộ phải là tội của người có chức vụ quyền hạn ông kiên chỉ là thư ký của thứ trưởng tức là người thừa hành mệnh lệnh từ đỗ xuân tuyên có phải là lợi dụng chức vụ quyền hạn hay không theo tác giả khỏi cãi ông kiên có chức vụ quyền hạn hay không rõ ràng là có trong hệ thống thần thánh yêu quái dù là vật nuôi của thần thánh thì cũng có quyền tác quài tác quái tội nhận hối lộ áp cho phạm trung kiên là đúng xác đáng đúng người đúng tội nhưng tác giả phân tích điều luật sư nói thư ký chỉ thừa hành mệnh lệnh của lãnh đạo là có lý hiển nhiên lãnh đạo trực tiếp của phạm trung kiên là thứ trưởng đỗ xuân tuyên trường hợp này tác giả đề nghị trả hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra làm rõ số tiền hơn 46 tỷ đồng của Phạm Trung Kiên nhận là hối lộ là do Phạm Trung Kiên tác hoài tác quái để cản trở các chuyến bay hay do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chỉ đạo. Nếu Đỗ Xuân Tuyên chỉ đạo thì xử lý nghiêm khắc Đỗ Xuân Tuyên và giảm án cho Phạm Trung Kiên. Nếu Đỗ Xuân Tuyên không chỉ đạo thì Đỗ Xuân Tuyên cũng phải liên đới trách nhiệm vì đã nuôi yêu quái làm hại đồng bào. Lâu nay tòa xử các đại án tham nhũng vì bỏ lọt người lọt tội quá nhiều, nên mới có chuyện một bị cáo nói toạt ra giữa công đường rằng mình bị vận đen, tức là xui xẻo thôi. Tác giả đồng tình với Viện Kiểm sát khi cho rằng hành vi của Phạm Trung Kiên và đồng bọn ở năm bộ ngành mắc tội to hơn là phản bội đảng, phản bội nhân dân, phá hỏng công cuộc chống dịch và giải cứu nhân đạo của đảng và nhà nước đặc biệt là phẫn nộ trước lời bào chữa vô cảm trái pháp luật và luân thường đạo lý của các luật sư trước nỗi đau mất mát to lớn của đồng bào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm với bản tin Cần làm rõ tội trạng của Phạm Trung Kiên Chi 440 tỷ để dựng tượng người điên theo thông tin từ báo đất Việt, ngày 24 tháng 7, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vừa chi 440 tỷ đồng để xây dựng công viên tượng đài Võ Thị Sáu. Theo đó, dự án này có tổng mức đầu tư hơn 440 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư là 355 tỷ đồng và được triển khai trong giai đoạn 2024-2027. Hình ảnh đất Việt đưa tin. Theo báo chí trong nước, dự án nhà lưu niệm Võ Thị Sáu sẽ được giữ nguyên hiện trạng và xây mới thêm một số phần như sân hành lễ diện tích khoảng 1.188m2, xây mới một nhà nghỉ, khu bán hàng lưu niệm kết hợp nhà vệ sinh diện tích khoảng 206m2 và một nhà đặt lễ cúng, bãi đầu xe. Các hạng mục phụ trợ như trồng mới hàng rào cây xanh xung quanh khu viên dự án, cải tạo vỉa hè, ngầm hóa lưới điện khu vực vỉa hè quốc lộ 55, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, đèn trang trí, đèn tín hiệu, ưu tiên kết hợp vạch kẻ đường cho người đi bộ, vân vân. Báo chí cũng cho biết khu vực công viên tượng đài Võ Thị Sáu sẽ được cải tạo vỉa hè xung quanh công viên hiện hữu, kết cấu bằng đá granite và trồng cây xanh phủ hàng rào song sắt hiện hữu, cải tạo phòng hợp tầng trệt đền thờ thành phòng khánh tiết, trồng mới thảm cỏ, cây xanh bóng mát khu vực mở rộng phía sau đền thờ. Báo Đất Việt nói rằng đây là một sự phung phí tiền của vì Võ Thị Sáu là một người bị điên. Báo Đất Việt trích lời nhà thơ Nguyễn Duy vừa giải ảo về Võ Thị Sáu rằng Võ Thị Sáu chẳng qua là một người con gái bị tâm thần, ngớ ngẩn. Lợi dụng sự ngớ ngẩn của Sáu, nhóm những người hoạt động cách mạng mới đưa cho cô lựu đạn rồi suối ném vào chợ để giết một người lính Pháp mà hàng ngày anh ta vẫn đi chợ mua thực phẩm cho lính chứ không phải là ném vào phòng hợp của hội đồng như trong truyện và trong phim. Nhưng hôm đó anh lính kia không đi chợ nên Sáu đã ném vào bà con trong chợ, bị bắt đi tù, bị đem xử bắn. Cô chẳng biết gì về tính mạng của mình, cứ cười ngô nghê và hái hoa dại mọc dọc đường ra phát trường cài lên tóc. Nhà thơ Nguyễn Duy là tác giả của bài thơ Đánh thức tiềm lực, nằm trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018. Ông cũng từng làm việc tại tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam theo đất Việt. Ngoài nhà lưu niệm Võ Thị Sáu tại thị trấn Đất Đỏ, mộ Võ Thị Sáu ở Côn Đảo đang trở thành nơi cúng bái tâm linh của giới đảng viên, cán bộ kể cả người dân bị tuyên truyền về sự linh thiêng của bà này. Hình ảnh nhân vật Võ Thị Sáu bị chính trị hóa. Hầu hết những người đến viếng mộ bà này vào lúc nửa đêm đều cho rằng cầu gì được đó. Mới đây Võ Văn Thưởng cũng đến viếng mộ bà Sáu và tạo dáng dân hương để báo Đảng chụp ảnh. Không chỉ ở Vũng Tàu, tại Thanh Hóa ngày 21 tháng 2 cũng triển khai dự án công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh với ngân sách hơn 125 tỷ đồng. Trước đó giới chức tỉnh Thanh Hóa khởi công xây dựng tượng đài con tàu tập kết 255 tỷ đồng, đầu tư hơn 250 tỷ đồng để xây dựng khu tượng đài Bà Triệu đã khiến dư luận bức xúc cho rằng quá lãng phí trong khi người dân nghèo đói. Theo tìm hiểu của Thời báo chấm đề, giờ thì trên khắp cả nước hầu như tỉnh nào cũng có tượng đài, không chỉ có hàng tỉnh, nhiều huyện cũng có tượng đài riêng của mình. Không chỉ ở địa phương, nhiều ngành nghề cũng xây dựng tượng đài. Cuối cùng thì tư nhân, một ai đó cũng bắt đầu xây dựng tượng đài của riêng mình. Tùy theo túi tiền mà độ to nhỏ khác nhau tùy theo tín ngưỡng tâm linh mà chọn nhân vật hoặc sự vật khác nhau. Trong vòng độ 30 năm nay, quy mô tượng đài đã ngày càng một mở rộng đến mức khổng lồ và chiếm những vị trí đắc địa trên khắp các tỉnh thành cả nước. Người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi tượng đài không chỉ đơn thuần là bức tượng đặt ngoài trời nữa, nó bao giờ cũng gắn với một quân thể kiến trúc đồ sộ, được khoát lên một mục đích nhẹ hều, khu vui chơi, khu sinh hoạt văn hóa, Số tiền bỏ ra xây dựng nó từ chỗ vài trăm triệu này đã có những cụm tượng đài, phù điêu, nhà lưu niệm, sân chơi, vườn hoa lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Chi 440 tỷ để dựng tượng người điên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm đề